Nguyên xin chào cả nhà. Hôm nay thì mọi người cùng con quay lại thăm cô Vi đang sống đơn độc tại một căn chòi rách nát ở quận Bình Chánh nhé. Hôm nay thì Thu Nguyên đi vào một cái buổi cũng gần trưa rồi. Và đây là cái con đường đi tới nhà cô Vi nha cả nhà. Thu Nguyên tới đây đã là lần thứ ba rồi. Lần đầu tiên thì mình tới không gặp cô. Lần thứ hai thì có gặp cô và cũng nghe như cô chia sẻ về cái căn bệnh của mình. Hàng ngày thì cô sẽ bắt xe buýt đi qua một cái chùa và đứng ở đó xin sự giúp đỡ của mọi người. Còn số tiền mà mọi người giúp cô cũng không có nhiều đâu cả nhà. Hàng ngày cô đi như vậy mà trừ tiền xe ra nó còn dư thì có 20-30 ngàn thôi. Thì 20-30 ngàn đó thì cô sẽ để dành, cô mua đồ ăn. Còn tiền thuốc thang thì cũng không có đủ nên là sẽ uống thuốc nam. Cô thì cũng chưa có điều kiện đi bệnh viện nên chỉ có thể ở nhà dùng thuốc nam thôi. Hôm trước thì cô có nói với Thu Nguyên là lần đầu tiên mình đến không gặp cô là bởi vì cô đi xin cây bạc Hà núi. Ủa? Hôm nay cô Vi có người đến thăm hả? Chào cô Vi ạ. Hồi đó là cắt cái này. Con chào cô Vi. Con chào cô ạ. Lâu lâu xuống thăm để coi mấy cái này có. Cô Vi chờ con xí con gắn cái mic rồi cô Vi nói lại cho con nghe mọi người rõ luôn cô ha. Có dọn và hâm để sửa cho cô ở đó là này. Cái cô nó là cái người giúp cho cô ở cái chòi này. Dạ. Dạ. Lâu lâu cô xuống kiểm tra coi thử cái này có bị ấy không thì xuống làm cho cô để cô bà sửa bà ấy để cho mưa khỏi dọc. Để con ngồi đây để con chào quay tiếng. Dạ con chào cô ạ. Dạ. Con chào cô. Con ngồi đây có con ngồi đây nói chuyện với cô có sao? Không sao đâu hả? Ngồi đi. Trời ơi, sáng 6 giờ là tranh thủ tắm rồi để sửa soạn rồi đó. Là đi hồi con gọi xong là cô tắm rửa sửa soạn sẵn luôn. 6 giờ là đã dậy rồi tắm rửa sửa soạn rồi. Không mà sửa soạn để làm gì chứ? Thì nói đi bệnh viện á, phải cái tôm tắt gọn gàng với lại bệnh viện. Ờ, tức là hôm nay là tính là đi bệnh viện. Dạ. Ừ. Đâu, xem nào. Áo này áo mới hả cô? Áo mới. Một đồ này đẹp quá chú anh chị ha. Ừ. Nhưng mà đi bệnh viện là phải mặc áo khoác vô nha, chuẩn bị áo khoác dày dày vô đi. Dạ. Không nắng. Dạ. Cảm hay sao cô? Cảm hay sao? Hay cái phổi? Thì cái phổi nó làm cho hơn. Ừ. Rồi sáng nay là cô Vi ý định là lên trên bệnh viện khám. Hôm mà con gặp cô á là dạ. Cho đến giờ là cô đi bệnh viện chưa? Thì có đi lên rồi nhưng mà nó bắt khám lại thì cô đi về. Nhưng mà cô nghe người ta nói á, mình đã khám qua rồi thì bây giờ lên á, dù mình bỏ thì nó bắt quá trình khám lại, tốn tiền khám đó. Người ta chỉ cô á, là giống như á, lên á, thẳng đi vô quầy thẳng nói á, là tôi cần gặp bác sĩ gấp. Tại vì bệnh tôi nặng tôi cần gặp bác sĩ gấp. Thì lúc đó nó sẽ chuyển mình vô bác sĩ gấp. Lúc đó là bác sĩ coi tình hình cho mình là bác sĩ sẽ kêu mình ép nhũ. Nếu mà ép nhũ thì phải nằm đó 2 ngày rồi về. Xong rồi là bác sĩ hẹn lịch hóa trị. Còn bây giờ mình không nói như vậy, nó bắt mình khám lại tốn tiền khám nữa. Tại vì COVID đã khám qua quá trình đã siêu âm đồ quá trình rồi. Thì nó hẹn cô Vi là tới ngày đi lấy dịch và ép nhũ nhưng mà không có tiền nên cô Vi ấy lại. Cô Vi khám hôm nào vậy? Thì khám ý là gần đây hay là lâu rồi? Gần đây nhưng mà cũng quá trình hình như cũng là 1.5-2 tháng rồi. Nghĩa là 2 tháng trước cô Vi đã làm những cái kiểm tra này rồi. Dạ. Nhưng mà lúc đó mình không có đủ điều kiện để mình dạ. Làm các bước tiếp theo nữa. Đúng nên rồi. Là mình dừng lại. Dạ. Sau đó là tụi con giúp đỡ cho cô nên là cô muốn là hôm nay sẽ gặp bác sĩ gấp. Dạ. Để người ta họ làm cái ép nhũ liền luôn. Dạ. Lấy dịch mới là ép nhũ. Ừ. Đó. Sao chứ cô biết sẽ có lấy dịch nữa? Tại vì người ta có đưa giấy cho cô là hạn là lấy dịch và ép nhũ nhưng mà lúc đó cô không có tiền đi nên cô ngưng lại. Thì bây giờ người ta chỉ cô là nếu mà mình đi lên lại thì bây giờ nó giống như mấy cái giấy mà. Đúng rồi, mình lên lại thì mình sẽ làm lại từ đầu. Dạ, nhưng mà lên lại làm lại từ đầu
thì nó tốn cái tiền đó gần cả triệu bạc, thấy ổn quá đó. Nên người ta nói không có ấy, nếu vô thẳng cái quầy đó nói tôi gặp trực tiếp gặp bác sĩ, tại vì tôi đang bị nặng lắm rồi, cần phải gặp bác sĩ gấp đó. Rồi người ta chỉ như vậy. Dạ, người ta chỉ con vậy. Rồi. Thôi thì thay đổi không khí, sĩ Thu Quyên sẽ giới thiệu lại cho cả nhà được rõ hơn cái căn nhà cô Vi sống. Lần trước thì mình cũng chỉ quay những cái shot ngắn thôi, nhưng mà đây á, Thu Quyên là tạm thời mình nói là mình cao 1m62 mà đứng đây là coi như là đục đầu rồi cả nhà này. Đứng đây cộng đầu và ở trong này á thì nó chủ yếu là chỉ là lợp cái bạc thôi cô ha. Hồi nãy cô mà cái chỗ làm cho cô Vi cái chỗ này ở là cô tới là cô căng, hồi nãy mình thấy là tới căng lại mấy cái bạc này nè, căng bạc thôi. Cô hỏi này cô, mưa có dột không cô? Không, bạc này nó mất tiền thì không có dột. Không có dột à? Dạ, tại vì tấm bạc này có khi nào mà nó mưa to quá rồi nó chạy nước cái nền này của cô không, hay là có ép đồ vào chạy bay vào nhau? Không, không có ép, nó có chạy. Máy giặt này là còn xài được không cô? Không. Ủa chứ sao để đấy? Rồi cổ kêu cô bán thì cô không biết ai bán đâu. Không biết bán cho ai. Bán đi, bán có tiền á. Rồi cô hỏi chú Út nè, ở đây thì con không có thấy cái nhà vệ sinh với lại cái phòng tắm, cô là cô làm sao? Không, tại vì cô bệnh thì cô ở con mạnh thì cô tắm ở đây luôn. Tắm đây luôn? Dạ. Chắc phải tắm giờ tối thôi cô ha. Chứ ban ngày nó đâu có. Không, ban ngày tắm không được, ban ngày mình nhậu khách phép thì mình tắm nè. Tại vì cô tắm tối không được, tắm tối nó lạnh lắm cái phổi á. Tắm ban ngày. Anh đi sát vào trong này anh nè. Cô Vi vào đây với con ha, con xem một xí nào. Đây, chỗ tắm rửa đây, còn quần áo ngâm đây hả? Rồi mấy ngày chưa giặt mà sao để nhiều vậy? Chưa giặt. Cái tay cô là mình giặt nó có đau không? Nó có làm cho đau cái tay không? Thì cử động nó cũng đau chứ. Nhưng mà cũng phải ráng cố gắng giặt. Nhà không có máy giặt rồi tay nó đau quá cô chú. Dạ. Cái tay này của cô hôm bữa là cô dơ cho Thu Quyên coi á, là một cái phần ngực là nó coi như là nó hư rồi đó. Một phần ngực nó hư và cái tay khi mà cô cử động nó đau. Con nói vậy con nói đúng không cô? Dạ. Thì mình thuật lại xí cho cô chú anh chị được rõ hơn cái tình hình bệnh của cô. Bữa nay là khỏe, tự nhiên cái bữa hôm mà con lên xong rồi nó khỏe, con lên thứ sáu đúng không? Dạ. Nó khỏe ngày chủ nhật, ngày thứ bảy chủ nhật, ngày thứ bảy tự nhiên cái này nó lúc khỏe lúc hành, qua ngày chủ nhật trời ơi nó hành cô. Nó hành sao? Nó mệt mỏi, con người nó nhức trong mệt mỏi, cái đầu nó nhức bưng bưng đi không nổi luôn. Nó hành giống như là nó hành ngày chủ nhật, hành thứ hai, hôm qua nó vẫn còn hành tự nhiên xong tới chiều. Nhưng mà hành thì hành, nhưng mà cũng biết cô đi không nổi luôn á, nhiều khi nằm ăn cơm đi xuống nấu miếng cháo, ráng lấy xuống nấu miếng cháo hấp cháo gói. Nhưng mà trong miệng dẫn giái Phật, nằm giái Nam Mô A Di Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật cho con khỏe đi, Nam Mô Phật. Nhưng cái tự nhiên chiều hôm qua tự nhiên cái nó hết cái đầu cũng không có bị nhức nữa. Lúc đó mới lấy xuống tắm, không phải nói vậy, 3 ngày không tắm luôn, nó mệt quá không tắm nổi luôn. Cô cho con đứng lại nha. Khi nãy giờ con có để ý là hình như là lúc cô đứng á, nó không có được chắc đâu nha. Dạ. Kiểu như thế này nè cô chú, không biết ở trên Thu Yên chia sẻ có rõ hay không, nhưng mà khi mà cô đứng á cô chú, bình thường chúng ta đứng là sẽ chắc người đúng không ạ? Còn cô đứng là nó sẽ hơi chọn chọn một xí á. Con hình như là vậy đúng không ta? Tay cô là khi mình nói là mình thấy vẫn hơi run nè cả nhà nè, tay run nè. Còn đứng là nó đứng vẫn sẽ hơi loạn choạng. Là hồi nãy cô có nói với Thu Quyên là hôm nay là cô mới vừa tắm xong để tí nữa chuẩn bị ra bệnh viện nè, đi khám nè, nên chuẩn bị sẵn. Rồi thì hôm nay mình đến cũng đúng lúc rồi ha, nên lúc trước khi mà cô khám. Rồi hôm nay đỡ rồi, rồi cho con hỏi chút nữa nha.
Sáng giờ cô ăn gì chưa? Chưa. Chưa ăn gì hết? Dạ. Mình để bụng mình đi khám hay là sao? Thì để bụng đi khám. Phải không ạ? Cô cũng mới khỏe đây nè, là con thấy là nên coi như là tí đi khám thì để bụng cũng được. Nhưng mà có coi ăn uống đồ á. Hôm nay là cô mua sẵn đồ ăn về tí về ăn chưa hay là khám xong rồi tự mua ngoài rồi ăn? Khám trên bệnh viện có đồ mình mua trên bệnh viện. Giống như nó có phát cơm trưa trên bệnh viện. Tại vì cô đi một lần rồi cô biết. Phát phát cơm từ thiện. Ở đây nha cô, nhà này hôm bữa là cô Thu Yên có nói là ban đầu là cô đi xin cái củ bạc Hà Núi á, hôm nay cô cũng nấu hả? Hôm nay đi thì cô không có nấu. Là cái tức là cái bếp này nó cắm đó mà nó không có bật. Cô không có cắm rút điện ra rồi. Rồi Thu Yên chưa có kỹ. Thôi, mệt nằm ngồi đi đi cô, ngồi đây đi. Con hỏi chút về cái gia đình mình xí cô ha. Dạ. Hôm bữa đến giờ có ai, có người thân hay là người quen nào liên hệ với cô không? Dạ không. Không có luôn. Dạ. Có ai ngoài tụi con tới giúp đỡ thêm cho cô không? Dạ không. Chỉ có mấy người mà giống như cô xuống chùa đó cô sinh á thì người ta thấy lên lưu túc thì người ta chỉ qua người ta thăm cô, hỏi cô qua những lời nói và người ta mừng cho cô là đã có người giúp đỡ cứu cô. Người ta giống như người ta là người ta mừng cho cô á, tại vì người ta coi á, người ta thấy á, người ta mừng cho cô. Hôm bữa con có hỏi một câu mà cũng chưa có trả lời, cô trả lời nhưng mà con không biết là lúc đó cô hiểu câu hỏi của con không. Yeah. Như thế này nè, thật ra thì khi mà con tới đây con nói chuyện với cô á, thì con cảm thấy như là cái tinh thần của cô nó hơi hơi không được giống người bình thường cho lắm á. Ở đây con nói, ý con nói là nó hơi hơi đờ đẫn chẳng hạn đó. Nhưng mà mình vẫn cái khi mà cái tâm lý mình đó cô, là mình vẫn bình thường đúng không? Ý là ý con nói là vẫn cái này cái kia rồi mình rất là rõ ràng rồi hay là không có mọi thứ đều rõ ràng cả. Dạ. Ông tại vì nói trắng ra là cô thì lúc cho hồi đó mẹ cô sanh cô ra thì giống như là đã cái não của cô bị yếu nên nó hả. Nói trắng ra là hồi đó thì ông bà nội còn sống. Nói trắng hồi xưa thì ông bà nội còn sống. Nhà ông bà nội còn sống thì ông bà nội rất là giàu. Ông bà nội rất là thương cô, cũng cho đi học. Nhưng mà đi học lớp 1 á, cô đọc chữ á. Khi mà đọc chữ á, sao mà cái đầu mình cứ nhức hoài, chịu không nổi. Giống như đọc ấy vô chữ thì nhức. Nhưng mà khi đi khám bác sĩ thì bác sĩ nói á, nếu mà ở nhà mà ép cô học á thì cô sẽ bị khùng hoặc điên. Tại vì cái đầu óc của cô nó yếu lắm. Nhưng mà trái đổi lại thì giống như nó cũng chứ giống như tuy rằng cái đầu óc yếu nhưng mà đổi lại thì ông trời cũng cho cô cũng được thông minh, giống như là tuy rằng không biết chữ thiệt nhưng mà cũng biết bấm điện thoại cũng này, nhưng mà rồi á hả, giống như là cho cô hiểu được những cái chữ ít nhưng mà cô sẽ ghép lại được, nhưng mà nhiều khi viết chính tả thì nó hơi sai. Đó. Bây giờ cô chia sẻ thì cũng để ý. Dạ. Nghĩa là bây giờ nghe chữ á, ví dụ trong một cái tờ giấy khám bệnh thì cô vẫn có thể đọc được. Dạ. Đọc hiểu được. Dạ. Nhưng mà khi mình viết lại á, không cần nhìn mấy cái đó, mình tự mình viết theo cái ý nghĩ của mình. Dạ. Thì nó không có chuẩn. Nó dạ. Hơi sai. Dạ. Rồi trước thì cô học đến lớp mấy à? Học có lớp 1, lớp 2 là chịu không nổi, nó cứ nhức đầu rồi. Thì lúc đó nghỉ. Bà nội không có ép học nữa. Nghỉ. Trong sau ấy. Này á, khi mà ở cái độ tuổi mà con gái á, rồi sau cô quen chồng cô rồi kết hôn rồi nữa, cô có thể chia sẻ kỹ hơn cho con nghe không?
Thì quen chồng là tới năm 25 tuổi cô mới quen chồng. Ai giới thiệu hay là người ta họ tới họ tán tỉnh mình? Dạ, đi làm chung là quen. Nhưng mà hồi lúc mà nhỏ thì cô thề đọng một câu là cô không có lấy chồng. Sao cô thề như vậy? Dạ. Sao cô lại thề đọng như vậy? Tại vì á, biết sao mà cô thề đọng không? Cô thấy á, ông nội gì mà tới mấy vợ lận. Thôi. Tại vì hồi đó ông nội của cô tới mấy vợ lận. Đó, rồi á, rồi tới mấy chú cô cũng vậy nữa. Mấy vợ lận, có vợ rồi nhưng mà cũng thêm vợ nữa. Thì cô nói trong tâm cô nói á, trời ơi, mai mốt mình lấy chồng chắc á, chắc chồng mình giống như chú của ông nội mình, chắc mình tự giận chết quá. Là cô không thích là chồng lấy nhiều vợ. Lúc đó là cô bao nhiêu tuổi? Lúc đó là cô 15 tuổi. Lão đó cô á, bạn bọn trai không, giống như là không muốn cắt tóc ngắn, cái tóc thém rồi bằng đồ trai như cô bò vậy á. Rồi lúc mà 18 tuổi hả, mấy thằng trai ghẹo là chửi lại không. Mình qua bên này cho tiện hơn cô ha, nãy cũng đang nói đến cái việc mà cô thề đọc á, rồi sau đó nhưng mà cô vẫn có chồng mà. Hồi xưa là ai mai mối cho cô hay là sao? Nó chẳng là giống như trời cũng khiến à, không phải nói đừng cười, tại vì cô bệnh cô mới vậy á. Chứ mình á, nói á, mình nói to hơn được không cô? Mình thề đọc một câu á, là không có lấy chồng, nhưng mà sao trời khiến càng ngày cô càng lớn thì cô càng đẹp. Nói trắng ra là hồi đó không phải nói bằng cái tuổi như con, cô đi ra đường không cần phấn, không cần son gì, nhưng mà hai cái má nó lúc nào nó cũng hồng. Hồi đó là con người cô trắng bóc, rất là đẹp. Đi ra đường không phải nói vừa đi ra đường là trai chạy theo nụp nộp luôn. Đó là cô không phải nói tự nhiên trời khiến, mà sau mình căng ngày càng lớn lại, căng đẹp đẹp kinh khủng luôn. Không phải nói tại vì bây giờ mấy cái hình nó hả, mất tiêu rồi. Nói trắng ra cũng có nhưng mà cũng còn, nhưng mà giống như là treo dưới ở dưới gia đình chồng á. Tại vì lúc mình về nhà chồng thì cái hình mình sẽ treo dưới nhà chồng nó. Vậy cũng đoán là cái thời điểm đó thì chắc không phải chỉ có chú thôi đâu mà có rất là nhiều người theo đuổi. Đúng rồi. Nhưng mà mình đã chọn chú. Đúng rồi. Thậm chí mà lúc cô 25 tuổi cô lấy chồng, thậm chí mà không có cần trang điểm, chỉ mặc đồ cô dâu thôi. Tự cô là chỉ đánh một miếng son thôi, rồi mặc đồ cô dâu, không cần trang điểm không gì, nhưng mà cũng rất là đẹp. Chồng mình lúc đó lớn tuổi không cô? Lớn hơn chồng cô thì không phải, nó nhỏ hơn cô tới 5 tuổi là nhỏ hơn 5 tuổi. Dạ. À, cô hỏi câu này ha, hồi xưa khi mà cô về nhà chồng và lúc đó kinh tế của gia đình mình đó thì nó có khá giả không? Nói ông gia đình chồng cô với sếp chăn thì cũng đủ ăn đủ sống mà. À. Nhưng mà mỗi lần đi ra đường cô không dám đi ra đường luôn. Tại sao vậy ạ? Tại vì mỗi lần chồng cô nó mà chở cô đi ra đường, ví dụ mà đi chơi, đi nhậu với bạn bè, mà khi mà bạn của chồng cô lúc nào nó cũng ngồi, nó nói sao, tại vì chồng cô tên Tuấn, nói chờ Tuấn ơi, mày lấy cô vợ đâu mà đẹp quá vậy, chờ đẹp quá vậy, tao ước gì là vợ của tao. Là khi đó là chồng nhậu dông, nhưng mà lúc đó vẫn nhậu bình thường, nhưng mà về nhà là bắt đầu gây lộn với cô, là ghen á. Đó là gây lộn với cô. Nhưng mà cô cũng vẫn chịu đựng sống.
À, ghen ghen. Nhưng mà có sau này sao mà hai vợ chồng mình có lại những cái cãi nhau và đến mức mà bỏ đi? Nguyên nhân chính ngoài cái việc là cô không thể sinh ra thì còn lý do nào khác nữa không ạ? Có. Tại vì á, con nghĩ á, mình sống, mình thương chồng mình, thôi kệ, mình nhường nhịn mình sống. Nhưng mà sống bên gia đình chồng á, cái phong tục cổ hồi xưa đi là phải trình về thưa, là cái thứ nhất. Cái thứ hai, bằng tiền, má chồng đều giữ hết. Thì cô giống như má chồng đều giữ hết, nhưng mà vụ Tết nhất thì má chồng cũng vẫn giống như mình muốn ăn, muốn mua gì thì má chồng cũng giống như là cũng vẫn mua cho mình. Thì mình nghĩ thôi, tại vì má chồng nói là giữ đó để sau này tụi con có chuyện gì thì lấy ra, hoặc là giữ đó, giữ đó thì mẹ hả, giữ đó để mà sau này mẹ có già đi thì mẹ còn lại cái của cho hai vợ chồng con. Thì vậy cũng nói chắn là cô cũng tin tưởng vậy. Thì tiền lương á, hồi đó cô đi mặn về là đưa hết cho má chồng, tại mình làm dâu mình, má chồng nói sao mình nghe, đưa hết thì má chồng giữ. Thì mình nghĩ là má chồng giữ đó thì vẫn còn đó của mình. Dạ. Đó. Thì giống như là sống là cô chỉ biết ở nhà sáng là dọn về, ăn uống gì là má chồng đi mua về ăn, rồi sữa tắm sữa xong gì là má chồng mua cho mình xài. Nói chung là được lo hết đó. Dạ. Nhưng mà tiền thì mình không có được giữ. Nói ngắn là như vậy, đi mặn về. Trước cô làm nghề gì ạ? Thì ở dưới đó thì cô cũng đi mặn buôn bán cho ta, hay là kêu đi mặn cỏ đồ gì đó mà. Nhưng mà mặn dưới đó thì rẻ lắm, ngại gì chỉ có 150 à, cao lắm 150 à đó. Yeah. Đó thì mình nghĩ mình mặn thì mình về mình đưa hết cho má chồng, cũng ráng sống, cũng ráng ấy. Vậy mà cũng kéo dài cũng gần cả chục năm. Nhưng mà đến khi bữa hôm đó giống là cô hồi lúc anh hai thì lúc đó còn sống, hai vợ chồng lúc đó anh hai còn sống, thế bây giờ anh hai còn sống thì nói xin mẹ cho hai vợ chồng lên nhà anh hai xin Tết nhất về bên nhà anh hai chơi đó. Cũng chưa có Tết nữa, cái ngày đám giỗ của cha mẹ thôi, xin về. Thì hồi lúc mà cưới hỏi là lúc đó thì lúc đó người ta có cho cô về hay không? Cho về rồi, nhưng mà Tết về thì chắc cũng phải cần có ít quà, ít đồ biếu cho gia đình đúng không ạ? Đúng rồi. Nhưng mà lúc mà cô cái lúc mà mấy cô chú đồ bên chồng á, thì lúc đám cưới á, có đi vàng cho cô. Thì lúc đó là anh hai cô cũng có đi cho cô. Nhưng mà thì đi vàng xong á, thì lúc mà tặng xong thì cũng có nhẫn, có vòng đồ đàng hoàng, có dây chuyền đồ đàng hoàng. Nhưng mà má chồng cô á, kêu là đưa má chồng giữ cho, chỉ đeo một đôi bông thôi, giữ đó cho. Thì cô cũng đưa cho má chồng giữ. Nhưng mà khi cô kêu về xin về thăm thì má chồng cũng đưa những cái vàng đó cũng y hệt như vậy cho cô đeo. Nhưng mà lúc cô đi lên trên nhà anh hai, chị hai, thì lúc đó chị hai lúc đó gần đẻ mà anh hai thì thất nghiệp, lại túng thiếu. Nên cái số vàng này cô lại đưa cho gia đình của anh? Không, cô tính là giống như là tính lấy cái vàng để đi ra bán bớt một chiếc vòng gì đó, chứ nó để dụ được bao nhiêu tiền đó, thì phụ giúp chị hai. Nhưng mà khi đi ra bán thử đó, thì tiệm vàng nói là vàng giả.
là nghĩa là vàng cô đưa là vàng thật, nhưng mà sau này khi mà đưa lại là vàng giả. Nhưng mà cái vàng, hai cái này chắc là nó phải khác nhau chứ làm sao nó giống nhau y chang nhau được, mình không phát hiện ra từ đầu à? Giống y hệt luôn. Y hệt luôn. Dạ. Thì nhưng mà sau này cô có nói lại cho bên kia biết là cái vàng này là nó vàng giả hay không? Sao cô dám nói với má chồng cho bà chửi cô? Thì lúc mà cái vòng mấy chiếc nhẫn đồ mấy ấy đồ cô cởi ra hết, cô kêu tiệm vàng thử thì tiệm vàng thử đều là đồ giả hết. Cô vàng giả ở đâu? Nên là cô biết là đồ vàng thật ở đâu mà. Thì đó, lúc đó cô rất là tức giận, nhưng mà đôi bông thì lột ra thử thì là thiệt, nhưng mà mấy cái đó đều là ấy. Thì cô mới lúc đó cô không nói gì, cô dẫn về bên gia đình chồng lại. Nhưng mà cô âm thầm, cô đi hỏi sớm. Giống như cô âm thầm, cô điều tra, cô đi hỏi sớm. Thì sớm nói á, trời ơi, mày hết thời, mày đưa vàng cho má chồng mày giữ rồi, hỏi sao vậy? Mày không biết cái gì hết hả? Biết gì cô, người ta có nói với cô? Nói má chồng cô quấn đề là một cai sư, là dùng vàng của cô để đánh đề đó. Đánh đề một cai sư. Khi á, cô điều tra hỏi ra thì người ta nói má chồng cô là đánh đề một cai sư. Nhưng mà lúc nào cũng la ra vẻ là gia trưởng ta đây lắm. Giống lúc mà cô biết được cái sự thật đó thì cái tâm trạng của mình lúc đó ra sao? Thì cô mới nói với ông chồng cô, nhưng mà thằng chồng cô lại có hiếu với mẹ nó. Nó lại nói cô lại nhảy, nó lại xoay qua nó chửi cô. Chửi cô xong rồi lục đục quýnh cô. Quýnh cô. Cô với ấy thì bà má chồng với ba chồng cô mới nói á, ở không được thì cuốn gói đi đi. Là lúc đó là đuổi đi luôn đó. Ừ. Rồi sau đó thì sao ạ? Thì lúc đó cô đi chứ làm sao? Rồi là khi đó cô ra khỏi nhà. Rồi tiền bạc trong người lúc đó không còn bao nhiêu? Thì nói rắn ra là lúc đó không có 1.000 bạc nào hết á. Nhưng mà cũng dẫn đi. Nhưng mà bà má chồng cô với ba chồng cô nói nếu mà cho cô đi như vậy thì người ta sẽ đòn là ác. Bởi cho cô 1.000.000 đi tiền xe. Đó. Cái việc đó đến giờ là lâu chưa cô? Thì nói trắng ra cũng 5-6 năm rồi. Dạ, tại vì á, con biết sao không? Cô kể con nghe con biết. Bà má chồng cô nói một câu á, con không nhờ được thì làm sao cháu nhờ được? Thậm chí mà em trai của chồng cô là thằng thứ ba, nó có quen một con nhỏ đó là có bầu, dắt về. Thì ổng bả không chịu cái con nhỏ đó, ổng bả lại thích cái con nhỏ khác. Nhưng mà em thứ ba của chồng cô lại thương cái con nhỏ có bầu, tại vì đã ở với người ta phải chấp nhận có con. Nhưng mà má chồng cô, ba chồng cô không đồng ý. Nếu như mà ấy á, nếu như mà chọn con nhỏ này thì bỏ đi bệnh viện và không được trở về cái nhà này. Nhưng mà cái câu chuyện đó là của mấy người em chồng thì mình cũng đâu có dính dáng gì đâu. Dạ. Nhưng mà trở về căn nhà này và má chồng ba chồng của cô nói á, nếu mà sau này ổng bà có chết á thì cũng không bao giờ về đụng được để tan. Thằng em chồng của cô á thì nó suy nghĩ nông cạn, nó nếu làm về chọn bên này thì bất hiếu với cha mẹ. Vậy mà cô biết chọn, con biết chọn cái đồn đường nào không? Đó,
cái thằng đó tự giận và để lại bức thơ xin lỗi con, xin lỗi ba mẹ, kiếp sau con làm trả hiếu cho ba mẹ. Là chỉ vậy không, là không chọn bên nào hết. Dạ. Đừng có, tự vẫn luôn, tự vẫn chết. Cô làm dâu ở nhà chồng là tổng cộng là bao nhiêu năm ạ? Được 8-9 năm. Từ hồi đầu là cô biết mình không có con, hay là sau này khi mà mình một thời gian lâu như vậy mình mới phát hiện ra? Dạ, thì phát hiện ra ở là đi khám là đã bị vô sinh rồi. Nhưng mà nói trắng ra chồng cô thì nó thương cô, nhưng mà nó cũng có hiếu với cha mẹ. Nhưng mà thôi cô kể nó, cô vẫn chịu đựng cô ở. Trong ngoài này dữ thế ta. Thôi nãy giờ cũng nói khá là nhiều về cái vấn đề gia đình mình rồi. Thôi bây giờ cái vấn đề quan trọng đây là cái sức khỏe. Cô có thể cho con xem lại cái vết thương của mình được không? Dạ đấy. Nãy giờ cái con đùi nó cứ bay bay ghét ghê. Trời ơi. Con hỏi nè, cô có dùng nước muối hoặc là có gì đó để lau không? Có chén rửa nhưng mà không có dùng muối ấy được. Muối cái con muối ấy nó rác lắm. Dùng cái muối mà nước muối mà mua ngoài ấy chế lên. Đúng rồi. Không dạ. Có dùng cái nước muối cá nhân, nước muối mình pha nha cô nha. Dạ. Bây giờ là nó chảy dịch rồi đó. Dạ. Thì đấy vậy. Cái phần dưới này của cô có bị đau không? Dạ không có bị đau. Nó đau ở khoảng nào? Nó phần ngực này là đau chắc chắn rồi nè. Dạ, nó chỉ nhức giống như bên nách đồ. Nhưng mà cũng giống như là cô đi bệnh viện ép nhũ với là quá chị. Nhưng mà cái bú của cô thì chắc không có mổ được rồi. Phải để một thời gian đã. Bác sĩ có nói có mổ được không hay là cô tự đoán? Dạ. Cô che lại đi không? Tại vì bác sĩ giống như ép nhũ là quá chê chị. Rồi cho dùng thuốc để kéo thời gian sống. Tại vì bú của cô là bú tim. Cô bị tim nữa mà. Dạ. Tức là bây giờ mình sẽ không có mổ cái vết này. Mình sẽ điều trị bằng cái phương pháp là hóa trị. Dạ. Rồi thuốc. Thuốc vào. Dạ. Rồi con bỏ này kéo xuống che đi. Cho con hỏi chút đây. Có cái này là cái gì đây cô? Cái này là cô lốt để cho nó khỏi dính áo. Nó khỏi chúng, nó khỏi dính áo dơ. À rồi mình... rồi, rồi. Dạ. Là nghĩa là như thế này cô chú anh chị nè. Cái áo mình như vậy đúng không? Là cô ấy sẽ ghim một cái ghim băng. Nó sẽ ghim băng vào chỗ cái áo này nè. Bởi là lốt cái khăn nó mềm. Rồi. Người ta kêu cô là lấy bông gòn. Nhưng mà lấy bông gòn ấy là dính vô là rút ra đau lắm. Ấy cái khăn gì mà. Tại vì cô chưa đã, khăn này nó còn hơi động hơi ấy á, tại vì cô chưa có đi mua khăn em bé. Người ta nếu mà dùng khăn em bé nó mềm thì càng tốt. Đúng rồi. Dạ. Với lại cái áo của mình đó, vui biết là cái áo này là cô lựa cái áo đẹp để cô đi khám bệnh, nhưng mà ở nhà cố gắng lấy cái áo mỏng mất cô. Dạ. Nó đỡ bí bách. Tại nó trắng ra mình đi ra đường mặc cái áo mỏng nó là đứa lớn thì cũng kỳ. Dạ. Mình hơi là sợ cái xíu. Dạ. Mình coi lại cái tay cô nha. Đây. Cái phần này còn đau không? Nó cũng bớt rồi. Dạ. Mỗi lần nó đau nhưng mà giái phật cái nó hết đau. Hôm nay nha, dạ. Con lần trước con gửi thăm cô á, là cũng có nói là nếu mà tụi con có kêu gọi được sớm á, thì cũng sẽ tới gặp cô liền để cô được đi khám bệnh liền luôn. Dạ. Thì hôm nay thì con tình cờ biết là cô đi khám bệnh luôn đó, là tí nữa đi đúng không cô? Dạ. Vậy thì như thế này, hôm bữa là con cho cô là con gửi cho cô chứ nhầm, gửi cho cô là 3 triệu phân. Dạ. Từ hôm đó đến bây giờ là số tiền này là cô đã dùng chưa hay là còn nguyên? Nên là cô cũng có dùng mấy ngày đau đâu có đi ăn nổi, nhưng mà đặt tiền xếp bờ thì nó là... Nhưng mà cũng dùng, nói trắng ra cười như dùng thì cũng có gánh mua thuốc rồi mà vũ nhất lên mua thuốc nhất đồ uống. Nhưng mà gói gánh cũng dùng hết 500. 500 cũng được, không sao hết. Dạ. Bây giờ nè,
còn là nghĩa là còn 2,5 triệu để đi khám đúng không? Dạ. Cô có bảo hiểm không? Dạ có. Hình như bảo hiểm sắp hết hàng phải không ta? Dạ. Hình như hôm cô nói với con là bảo hiểm cô là gần hết hàng rồi, còn đâu ra bao lâu nữa thôi? Bảo hiểm cô tới tháng 2 lận. Tháng 2 hả? Dạ. Tức là con nhớ nhầm hả ta? Vậy thì thôi cũng được. Dạ. Bây giờ nha, là tụi con sẽ giúp cho cô thêm một cái đoạn nữa. Dạ. Chắc cô là không có số tài khoản là cái gì đâu ha? Có. Có số tài khoản ngân hàng luôn? Có. Xài được không? Dạ xài được. Xài được. Trong dạ. Điện thoại cô có app không? Dạ. Hồi kỳ cô dùng thì cô dùng cái số điện thoại kia. Nhưng mà bây giờ cô đổi lại số điện thoại mới. Cô chưa có đi đăng ký lại. Nếu mà cô đi đăng ký lại thì giống như tiền trong đó hàng tháng giống như cô rút ra bao nhiêu thì nó sẽ hiện lên tin nhắn lại đúng số rồi, tiền nó còn bấy nhiêu. Là bây giờ cái thẻ nó có tiền không ạ? Dạ cái thẻ bây giờ chống lạnh. Cô bây giờ cái thẻ của cô Loan thì để chống như vậy cũng mà mình chuyển vào trong đó mình sợ là nó có vấn đề gì đó cô rút ra không được rồi làm nó phiền phức. Mà bây giờ cái ngực như thế này đi lại nó khó khăn này. Để Thu Yên coi nào, cái chỗ này của cô có hay có người vào ra không? Không. Mình cô thôi à. Cô giữ tiền được không? Được. Cô chắc giữ kỹ nhá. Tụi con có một khoản tiền theo con nghĩ là cũng khá là lớn đó. Dạ. Để con gửi cho cô thì bây giờ theo như Thu Yên nghĩ cô chú anh chị ha là Thu Yên sẽ đưa cái khoản tiền này cho cô để cô đi khám nè, rồi với lại thôi để con đưa luôn rồi con nói tiếp. Dạ. Giờ con một xíu. Nãy thì con cũng nói là đây là cái số tiền Mạnh Thường Quân gửi cho kênh tụi con để gửi cho cô sắp tới khám bệnh này. Dạ. Thì con cũng xin phép là đọc tên các Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho mình cô ha. Dạ. Thứ nhất là có chị Từng ở Úc gửi cho cô 20 triệu. Thứ hai là có anh Bùi Đình Nai ở Seattle, Mỹ gửi cho cô 1 triệu. Dạ. Thứ ba là có chị Ngô Thúy Hà ở Hà Nội gửi cho cô 500. Thứ tư là có cô Tuyết Hoa gửi cho cô 300. Dạ. Tổng số tiền là 21.800.000. Thì ở đây thì con cũng chuẩn bị sẵn rồi. Con gửi cho cô ha. 1 triệu à? 2 triệu 3 triệu 4 triệu 5 triệu 6 triệu 7 triệu 8 triệu 9 triệu 10 triệu 11 triệu 12 triệu 13 triệu 14 triệu 15 triệu, 16 triệu, 17 triệu, 18 triệu, 19 triệu, 20 triệu, bắt từ từ không nhầm, 20 triệu, 21 triệu, 2, 4, 6, 8, 800 ngàn là đủ cô ha. Con gửi cô nè. Cô có vui khi nhận được số tiền này không ạ? Dạ vui. Con cảm ơn Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho con mong sau này con hết bệnh, ước mơ của con là buôn bán trái cây và nếu bán trái cây đắt sẽ là trái cây lớn và giống như là thu nhập trên mạng bán trái cây để kiếm tiền sống qua ngày. Ước mơ của con là thích bán trái cây giống như đó. Mong con cũng giái trời giái Phật cho mau hết bệnh. Thu Nguyên cũng gửi lời cảm ơn đến tất cả các cô chú khán giả. Vừa qua khi mà Thu Nguyên chia sẻ hoàn cảnh của cô Vi thì rất là nhiều các khán giả và các Mạnh Thường Quân quan tâm và ủng hộ. Như ở dưới phần bình luận thì Thu Nguyên cũng có đọc được rồi và cũng chúc cho cả nhà mình thật là nhiều sức khỏe. Con đường đi điều trị bệnh của cô Vi bây giờ chỉ là mới bắt đầu thôi, còn rất là dài phía trước nữa. Con mong thì cô Vi có sẽ có những cái sự hỗ trợ và giúp đỡ thêm để sắp tới cô có điều kiện là đi chữa đến cuối con đường để có thể có sức khỏe mà về nhà thực hiện ước mơ của mình, tự nuôi sống bản thân. Bây giờ thì chắc là Thu Nguyên xin sẽ chia tiếp theo á, về cái vấn đề phần bệnh tật của COVID thì mình xin sẽ để một clip tiếp theo mình sẽ nói rõ hơn và kết quả như là đi khám bệnh hay là sau đó thì mình sẽ để chờ một lát, lần sau thì mình sẽ chia sẻ lại. Còn bây giờ nè, ở chỗ này á, thật sự khi nãy là Thu Nguyên rất là đắn đo
vì ở đây thì là một cái căn chòi thôi cả nhà, mà cái số tiền này thì cũng khá là lớn, mà lỡ biết đâu khi mà mình chia sẻ như thế này lại có những cái người mà họ biết chỗ này, nên là con có cái góp ý này á thì cô có thể tham khảo ha. Dạ. Thứ nhất á là ở bệnh viện á thì cô cũng biết là nhiều thành phần lắm, có khi móc túi là sao đó. Dạ. Cái số tiền này con nghĩ là lúc nãy cô nói là cái thẻ ngân hàng của cô mà cô bị mất cái số liên lạc, số điện thoại để đăng ký á, thì bây giờ là trưa rồi nè, hay là thôi ngày mai là cô hãy đi khám, ngày mai thì đi khám buổi sáng chứ giờ cũng đã hơi muộn rồi, hôm nay nghỉ ngơi ăn uống gì đi ăn cho khỏe. Và tiếp theo chiều nay được á, cô ra cô bắt ông xe ôm ngoài chở ra cái ngân hàng ACB. Dạ. Đăng ký lại cái số này, chuyển cái tiền này bớt vào trong đó. Dạ. Cái này là ý của con nha, chuyển tiền vào trong đó để cho nó an toàn, để ra một ít ở ngoài thôi. Dạ. Với lại trong bệnh viện nó cũng có xài thẻ nữa, cái gì cần thì cô cà thẻ, không có để tiền nhiều ở ngoài. Cô thấy vậy được không? Được. Ừ. Thôi trước mắt thì con gửi số tiền này cũng như là có gửi lời gửi gắm của các mạnh thường quân nữa. Mạnh thường quân xem thì cũng rất là đồng cảm với cô, hoàn cảnh bây giờ ở một mình trong cái chòi rồi không có ai giúp phụ giúp, rồi không còn người thân bạn bè gì hết á, nên mọi người rất là quan tâm cô, cũng mong cô là sắp tới là giữ vững tinh thần đi điều trị bệnh. Và nếu mà có thông tin gì mới về bệnh tình của mình đó, thì cô nhắn qua cho con để con biết, con mừng cô ha. Dạ. Sợ nhiều khi cũng bận quá cũng không gọi hỏi thăm cô liên tục được ấy. Dạ. Thôi khi cô cứ nhắn ở đây con đọc con sẽ trả lời. Dạ. Rồi bây giờ cái số tiền này cất kỹ rồi nghỉ ngơi rồi đi lên viện. Dạ. Bây giờ Thu Uyên cũng xin được tạm dừng clip này tại đây và hẹn gặp lại cô chú anh chị ở những clip tiếp theo. Mọi người có thể ủng hộ Thu Uyên cũng như là GoFood và Covi bằng cách là nhấn nút like và chia sẻ clip này để những trường hợp mà GoFood chia sẻ có thể là được nhiều người giúp đỡ hơn, hoặc là có kênh GoFood ngày càng phát triển hơn và giúp được nhiều người hơn nữa. Thu Uyên xin cảm ơn và chúc sức khỏe cho cả nhà. Thu Uyên xin chào.